Đảng ủy Quân sự huyện Kim Sơn vừa tổ chức hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương và công tác xây dựng Đảng bộ năm 2023. Đồng chí Đinh Việt Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì hội nghị. Cùng dự có lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Năm qua, Đảng ủy đã tích cực chủ động tập trung lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang huyện hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, nhất là trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu được giao, tổ chức thành công diễn tập chỉ huy cơ quan một bên hai cấp trên bản đồ và ngoài thực địa, có một phần thực binh, cùng với diễn tập chỉ huy cơ quan của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Được quân khu đánh giá cao, chỉ đạo 10 xã tổ chức diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ huyện đạt hiệu quả, sát thực tế, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh, an toàn trên địa bàn. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Huyện ủy Đinh Việt Dũng ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết chỉ thị của Đảng, của cấp ủy các cấp. Trước mắt, tham mưu cho Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2023, huyện Kim Sơn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ. Đây là nhiệm vụ chính, trọng tâm, cần tập trung lãnh đạo, chủ động làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tham mưu tổ chức diễn tập đạt mục đích yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, bảo đảm 100% xã thị trấn hoàn thành diễn tập trong nhiệm kỳ. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu.